Noel đã ngày càng đến gần rồi, vậy bạn đã chọn được một chiếc máy Surface phù hợp để tặng người thân trong dịp lễ cuối năm hay chưa? Hãy cùng chúng mình tìm kiếm top 5 máy Surface đáng mua nhất trong dịp Noel này, món quà tặng ý nghĩa nhé! Đầu tiên trong danh sách này là chiếc Surface Go 3, bé hạt tiêu của nhà Microsoft. Thiết bị này có thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng rất nhẹ, chỉ 560g, kể cả lắp thêm tie cover vào thì cũng chỉ khoảng 789g. Sự nhỏ gọn này rất phù hợp để các bạn học sinh sinh viên mang theo đi học, vì vậy bạn có thể mua để tặng cho con, cháu hoặc là em của mình. Máy cũng có chân đế kickstand chứ danh của nhà Surface, giúp người dùng có thể dựng chiếc máy tính 2-in-1 này ở bất cứ nơi đâu. Và nếu cần gõ văn bản nhanh thì chỉ cần gắn vào bàn phím tie cover là ta đã có một chiếc máy tính xách tay đầy đủ chức năng. Hệ điều hành của Windows cũng đa dụng hơn khi so sánh với Android hay là iPadOS, những hệ điều hành thiên về giải trí. Sự cải tiến liên tục của Windows 11 cũng giúp cho các thiết bị Surface ngày càng hoàn hảo hơn về mặt trải nghiệm của người dùng. Tuy Surface Go 3 vẫn chỉ xài CPU Pentium Go hay là Core i3, nhưng đã được nâng cấp lên thế hệ mới nhất, đem lại tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với đời trước. Cấu hình cơ bản của nhà Surface Go 3 với vi xử lý Pentium Go 6500i sẽ làm bạn rất hài lòng. Với các tác vụ thông thường, Microsoft cũng cung cấp thêm tùy chọn CPU Core i3 thế hệ thứ 10 với hiệu năng hết sức thuyết phục, đáp ứng được mọi nhu cầu văn phòng như làm việc với Excel, Word hay là PowerPoint. Hiện nay, Surface Go 3 đang được bán ở Surface Việt với giá khởi điểm chỉ hơn 10 triệu đồng và bản cao cấp với vi xử lý Intel Core i3 kết nối LTE cũng chỉ có giá chưa tới 19 triệu đồng. Đây được coi là mức giá hợp lý, hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng khi mà các thiết bị máy tính bản cho Android hay là iPadOS ngày càng đắt và chỉ phục vụ nhu cầu giải trí là chính. Một thiết bị với giá cả phải chăng mà lại giúp người thân của bạn vừa chơi được, vừa học tập làm việc được như Surface Go 3 thật sự rất đáng tiền. Tiếp theo là Surface Laptop Go 2. Đây là thiết bị mới nhất nửa đầu năm 2022 của nhà Microsoft. Về cơ bản, Surface Laptop Go 2 là bản nâng cấp cấu hình của thế hệ Surface Laptop Go trước đó. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 1135G7 mạnh mẽ, 4-8GB RAM và tối đa 256GB SSD. Cấu hình này chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu làm việc của nhiều người dùng. Surface Laptop Go 2 có thiết kế gập vỏ sò truyền thống với mặt A làm bằng nhôm. Nó phù hợp với các bạn trẻ thích sự đơn giản, không cầu kỳ, máy lại rất nhẹ, chỉ có 1,1kg nên vô cùng tiện lợi để người thân của bạn có thể mang theo khi di chuyển trong lúc đi học hoặc là đi làm. Bên cạnh đó, mức giá của Surface Laptop Go 2 cũng rất dễ chịu và dễ tiếp cận được tới nhiều người dùng hơn so với những dòng cao cấp như Surface Laptop 4, trong khi cấu hình cơ bản lại tương đương nhau. Vì vậy, nếu như bạn đang muốn tặng người thân mới đi học đại học hoặc là mới đi làm thì Surface Laptop Go 2 sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Tiếp theo nữa là Surface Pro 8. Surface Pro 8 chính là thiết bị Surface Pro ấn tượng nhất của nhà Microsoft trong thời gian gần đây. Máy có thiết kế đa dụng, duy trì từ các thế hệ tiền nhiệm nhưng được nâng lên tầm cao mới nhờ phần màn hình rất thời thượng. Nhờ việc thu gọn viền màn hình mà máy sở hữu màn hình lớn hơn 13 inch so với 12,3 inch trên các thế hệ tiền nhiệm, trong khi vẫn có cùng kích thước dài rộng, viền mỏng cũng giúp cảm quan khi sử dụng máy được cao cấp hơn hẳn. Không chỉ có viền mỏng mà màn hình còn có tần số quét lên tới 120Hz, giúp các thao tác, các hình ảnh chuyển động trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Hiệu năng của máy cũng rất khủng với vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 11 vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn có thể làm được mọi điều, kể cả những tác vụ nặng như Photoshop hay thậm chí là render video ở mức tương đối. Hiện nay, mức giá của Surface Pro 8 đã hạ nhiệt nhẹ sau khi Surface Pro 9 ra mắt. Chính vì thế, mức giá khởi điểm chỉ hơn 20 triệu đồng một chút của chiếc máy này hiện nay thực sự là quá hời và vô cùng thân thiện với ví tiền của người tiêu dùng. Gợi ý tiếp theo chính là chiếc Surface Pro 9. Vừa mới đây, Microsoft đã ra mắt Surface Pro 9 với những cải tiến chủ yếu về mặt hiệu năng và ít có những thay đổi khác biệt so với thế hệ Surface Pro 8 trước đó. Hãng đã hợp nhất dòng Surface Pro và Surface Pro X. Giờ đây, Surface Pro X sẽ không còn, thay vào đó là Surface Pro 9 5G. Máy vẫn sử dụng trái tim là vi xử lý di động Microsoft SQ3 dựa trên Qualcomm Snapdragon 8 CX Gen 3. Surface Pro 9 bản chạy vi xử lý Intel được nâng cấp lên thế hệ 12 mới nhất hiện tại với hai tùy chọn bao gồm Core i5 1235U 10x12 luồng và Core i7 1255U 10x12 luồng. So sánh nhanh cùng với Core i5 thì 1235U vẫn mạnh hơn 1135G7 trên Surface Pro 8 hơn 33%, hứa hẹn hiệu năng xử lý còn tốt hơn thế hệ trước khá đáng kể. Cả hai phiên bản Surface Pro 9 đều sử dụng màn hình Pixel Sense Flow kích thước 13 inch với độ phân giải 2880x1920, tỷ lệ 3:2, mật độ điểm ảnh đạt 267 PPI, tốc độ làm tươi biến thiên từ 60Hz lên 120Hz để tối ưu về thời lượng pin. So với Surface Pro 8,
Màn hình mới này có thêm hỗ trợ Dolby Vision IQ để mang lại trải nghiệm HDR tốt hơn và tính năng tự động quản lý chế độ màu sắc. Hiện nay, với mức giá của Surface Book 9 vẫn còn khá cao, thế nhưng đây cũng là sản phẩm mạnh mẽ nhất trong các thiết bị 2-in-1 của nhà Microsoft. Vì thế, nếu bạn không ngại bỏ ra số tiền lớn để mua quà tặng người thân, thì trải nghiệm mà Surface Book 9 đem lại cho họ sẽ vô cùng thuyết phục. Năm cuối cùng của danh sách chính là Surface Laptop 5. Cùng với Surface Book 9, Microsoft đã ra mắt Surface Laptop 5 vào tuần trước với nâng cấp đáng kể về cấu hình và cũng như người đàn anh của mình. Surface Laptop 5 là một chiếc máy tính xách tay khá an toàn với thiết kế vỏ sò truyền thống. Thật đáng tiếc khi Microsoft đã chia tay AMD Ryzen và chỉ giữ lại vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 Alder Lake trên dòng Surface Laptop 5. Surface Laptop 5 được nâng cấp cấu hình rất giống với Surface Book 9 với vi xử lý Intel thế hệ 12 mới nhất hiện tại với hai tùy chọn bao gồm Core i5 1235U 10x12 luồng và Core i7 1255U 10x12 luồng. Phiên bản màn hình 13,5 inch sẽ sử dụng cả Core i5 lẫn i7 trong khi phiên bản 15 inch lớn hơn chỉ có lựa chọn duy nhất là Core i7. Cuối cùng thì Microsoft đã nâng cấp cổng USB-C của dòng Surface Laptop với việc hỗ trợ Thunderbolt 4, USB 4. Điều này giúp máy sẽ có khả năng mở rộng thiết bị ngoại vi đa dạng hơn và có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể. Microsoft bổ sung một màu mới là màu Sage, màu xanh lục nhạt tương tự Surface Laptop Go 2 trên phiên bản 13,5 inch bên cạnh các màu cũ như là Platinum, Matte Black và Sandstone. Trong khi đó, phiên bản 15 inch chỉ có hai màu là Platinum và Matte Black. Trên đây là danh sách top 5 máy Surface đáng mua nhất trong dịp Noel này, món quà tặng ý nghĩa. Bạn cảm thấy sản phẩm nào phù hợp nhất để tặng người thân của mình? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận trong video này nhé!